Hello, all dear students. My name is Hoàng Thị Phương Chi. I'm an English teacher at Phú Xuân Junior High School. Welcome to English 6, Unit 1, Home. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô tên là Hoàng Thị Phương Chi, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học cơ sở Phú Xuân. Chào mừng các em đến với tiếng Anh 6, Unit 1, Home. In the last lesson, we finished Lesson 2.2 Grammar. And today, we will continue Lesson 2.3 Pronunciation and Speaking. Trong tiết học vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành xong bài học 2.2 Grammar. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài học 2.3 Pronunciation and Speaking. And before starting the lesson, I will review some words by playing a small game, guessing the picture. Trước khi bước vào bài học, cô và các em, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một số từ vựng thông qua một trò chơi nhỏ, Guessing the Pictures. Are you ready? Yes. Okay, let's get started. Now, look at the screen carefully. What is it? Now, Thanh Hà, please. It's a kitchen. It's a kitchen. Very good. The next question is... Now, what is it? Phong, please. It's a living room. Good job. It's a living room. The third picture is... Now, what is it? Nam Khánh, please. It's a kite. Good job. It's a kite. The fourth picture is... Bảo Châu, please. It's a rice. It's rice. Good. Is rice. The next picture is Nhật Minh, please. It's a bird. Very good. It's a bird. And the last question, what is it? Quỳnh Chi, please. It's a skirt. Skirt, right or wrong? Good job. It's a skirt. And what about the students watching TV? I hope you all have the correct answers too. Còn các bạn trên truyền hình thì sao nào? Cô hy vọng rằng các bạn cũng có những câu đáp án thật là đúng. And look at the... Now look at these words. Listen. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. So you can see that the letter I in two words, kitchen and living room, is pronounced the E, but the letter I in two words, kite and rise, is pronounced the I. Next, the letter I in two words, bird and skirt, is pronounced the O. Vậy các em có thấy được điều gì đặc biệt trong tất cả các từ chúng ta vừa thấy không nào? Đó chính là cùng với một chữ cái Y trong tiếng Anh, nhưng chúng ta lại có rất nhiều cách phát âm khác nhau. Cách phát âm thứ nhất là âm Y. Cách phát âm thứ hai là âm I. Và cách phát âm thứ ba đó chính là âm Ờ. And each sound is also the topic you have to study today. Now, open your notebook to write down. Unit 1, Home, Lesson 2.3, Pronunciation and Speaking. The first part is pronunciation. Now, look at this carefully. What is it? Is it the letter I? Yes or no? No. No. It isn't the letter I. It's the E sound. Now, listen carefully. E. E. Your turn. E. Again. E. Good. Now, listen carefully. Kitchen. Kitchen. Your turn. Kitchen. 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 Very good. The next word is dinner. 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 Good job. The third word is leaf. 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 Very good. Dish.
dish. Dish, dish. Orange, orange. Orange, orange. And the last one, gym, gym. Gym, gym. Vậy các bạn có thấy được điều gì đặc biệt trong tất cả các âm chúng ta vừa được phát âm không nào? Thì âm e sound ở trong tiếng Anh người ta được đặt trong các chữ kitchen, dinner, leaf, dish, orange and gym. Nó có rất nhiều chữ cái khác nhau chứ không phải riêng là chữ cái e. Đối với hai từ orange, gym thì đối với chữ a và chữ y dài trong trường hợp này chúng ta được phát âm là âm y. Và ngoài ra chữ y dài và chữ a không phải là chỉ được phát âm y một mình mà nó có rất là nhiều cách phát âm. Các em lưu ý điểm đặc biệt cho cô trong những trường hợp này nhé. And to understand more about this part, we will do this activity. Listen and circle the word in each question with the different sound. Nghe và khoanh tròn trong mỗi câu với từ phát âm khác. And there are 5 questions for you. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. And I will make a sample for you first. Now, listen carefully. Dishes. Living. Idea. Chữ dishes chúng ta vừa được nghe, đó chính là âm e. Chữ living chúng ta vừa nghe được phát âm là âm e. Nhưng chữ idea chúng ta vừa nghe lại được phát âm là âm i. So, C is the correct answer. And what about the question 2? Listen carefully. Fish, like, dick. So, what is the correct answer? Now, who can? Now, Nam Khánh, please. Number B. B. B is correct answer. And what about the students watching TV? Còn các bạn ở trên truyền hình thì sao nào? Các bạn có chọn đáp án giống như bạn Nam Khánh hay không? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhé. Fish được phát âm là âm i. Like được phát âm là âm i. Tick được phát âm là âm i. So B is the correct answer. Đáp án của bạn Nam Khánh rất là chính xác. And the third question. Listen carefully. Bird, pink, dinner. So, what is the correct answer in this question? Now, who can? Okay, Đinh Phong, please. Letter A. Letter A. Now, let's chat together. A. Yeah, A is the correct answer. But được phát âm là âm ơ. Pink được phát âm là âm i. Và dinner được phát âm là âm i. So A is the correct answer. Next, the next question. Listen carefully. Nice. Shopping. Ring. So what is the correct answer in question number 4? I would like to invite Bảo Châu. Letter A. A. Now let's chat together. Yeah, good job. A is also the correct answer because nice, chúng ta sẽ được phát âm là âm I. Shopping, chúng ta được phát âm bởi âm I. And ring, chúng ta cũng sẽ được phát âm bởi âm I. So, is the correct answer. And the last question, number 5. Bin, miss, shirt. So, who can answer this question? Thanh Hà, please. Circle C. Circle C. Now, let's check. Congratulations. C is the correct answer because bởi vì bin được phát âm là âm i, miss được phát âm là âm i và shirt được phát âm là âm ờ. Right. Okay. Let's move to the next part. Practice. And look at the screen carefully. What is it? Now, what is it? What is it? Queen Chi, please. It's the family. Very good. It's a family.
And there are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 family members. So, who is he? Who is he? Who can? Phong, please. He's grandfather. Very good. He is grandfather. Next, who is she? Khánh, please. She is grandmother. Very good. She is grandmother. And who is he? Ha, please. He is father. Father. Good job. She is Châu, please. She is mother. Excellent. Next, who is she? Mẫn. She is sister. Sister. Good job. And the last person, who is he? Ha? He is brother. Brother. Good job. And bây giờ chúng ta sẽ xem thử là các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau chia sẻ công việc nhà như thế nào nhé. Trong tiết học trước, chúng ta đã được học rất nhiều từ vựng cũng như cụm từ nói về những công việc trong gia đình. Bây giờ cô cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại tất cả các từ vựng mà chúng ta đã được học trong tiết học trước. Bằng bài tập Fill in the blank with a suitable verb. Có nghĩa là chúng ta hãy điền vào chỗ trống với một động từ thích hợp. And there are 8 types of housework. You have 15 seconds to finish this activity. Chúng ta có 15 giây để hoàn thành bài tập này. Five, four, three, two, one. Time's up. So, what is the verb in the first picture? Chí? Make lunch. Make breakfast. Very good. Yes, make breakfast. Và các bạn đang xem đài thì sao nào? Cô hy vọng rằng chúng ta cũng cùng với cô ôn tập lại tất cả những từ vựng mà mình đã học ở tiết học trước. Make breakfast là làm bữa ăn sáng. Có một số bạn ở xem đài truyền hình, cô nghĩ rằng các bạn cũng sẽ có một đáp án khác nữa, đó là have breakfast. Bởi vì các bạn thường thấy have đi với breakfast. Nhưng no, trong bài tập này chúng ta đang đề cập đến đó là housework. So, make breakfast is the correct answer. Next picture, what is the verb? Mẫn. Is do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Very good. Number three. Phong, please. Clean the living room. Clean the living room. Good job. Clean the living room. Number four. Khánh. Make lunch. Make lunch. Excellent. Number five. Châu. Do the dishes. Do the dishes. Good job. The next question is, Mẫn, please. Do the shopping. Again. Do the shopping. Very good. Do the shopping. The next question is, I would like to invite Phong, please. Clean the kitchen. Good job. Clean the kitchen. And the last picture, Châu, please. Make dinner. Excellent. Và tất cả những công việc vặt này sẽ giúp chúng ta rất hữu ích trong bài tập tiếp theo, đó là phần hội thoại. Bây giờ chúng ta muốn hỏi ai làm bữa ăn sáng thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như thế nào nè? Bởi vì cấu trúc này chúng ta đã được học ở tiết trước, cô nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể biết được câu trả lời đó là gì. Nào, bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các bạn trước. Who makes breakfast? There are three ways to answer this question with my father. First, my father makes breakfast. Second, my father does. And the third,
my father. Trong tiết học trước chúng ta cũng đã được học bởi cấu trúc này. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại cho các em để trả lời cấu trúc này với câu hỏi là từ để hỏi với chữ who. Các em nên phải sử dụng cho cô ở đây đó là động từ ở dạng số ít, mess. Nhưng với câu trả lời, nếu đáp án của chúng ta chủ ngữ là ở dạng số ít thì các bạn có thể trả lời như là cách thứ nhất, my father makes breakfast, my father does, or my father. Nhưng nếu chủ ngữ của chúng ta là câu trả lời ở dạng số nhiều, ví dụ như là my parents là hai người, như vậy là số nhiều chúng ta phải sử dụng thì hiện tại đứng ở đây là động từ make phải ở dạng nguyên mẫu. My parents make breakfast, or my parents do, or my parents. Have you got it? Các em đã hiểu và nhớ lại cấu trúc này chưa nào? And I would like to invite one student to practice with me. Now, who can volunteer? Huh? Okay. The second picture. Who does the laundry? My mother does. Very good. My mother does. The next picture. Now, who can volunteer continue? Phong, please. Who cleans the living room? My father does. Very good. My father does. The next question, number 4. Now, who can volunteer? Nam Khánh, please. Who makes lunch? My mother. My mother. Good job. My mother, or my mother does, or my mother makes lunch, all are correct answers. And now I would like two students to practice together to make a sample for the students watching TV. Quỳnh Chi and Thanh Hà. Quỳnh Chi will ask and Hà answers, okay? Now, with picture number 5. Who do the dish? My father. Now, who do the dish? No, sorry. Ha, say again. Who does the dishes? Who does the dishes? Good. My father. Good job. Thank you very much. And the next picture, number 6. I would like to invite Minh and Khánh, please. Minh will ask and Khánh answers, okay? Now, Minh first. Who does the shopping? My mother. Okay, bạn Minh nói rằng là who does the shopping? Good. Và bạn Khánh trả lời là my mother. Very good. Thank you very much. The next picture. The next picture. Phong and Châu. Okay? Phong will ask and Châu answers. Who cleans the kitchen? My mother does. À, bạn Phong có thể là nên trả lời như thế này là who cleans the kitchen? Again, say again nào. Who cleans the kitchen? Good job. My mother does. Good job. Thank you very much. And number 8. Câu hỏi này cô muốn dành cho các bạn xem đài. Chúng ta sẽ cùng thảo luận cùng với bạn của mình. Hoặc nếu trong tình hình đại dịch như thế này, các bạn có thể tự tưởng tượng mình đóng hai vai, vừa hỏi vừa trả lời hoặc nhờ người thân giúp đỡ nhé. Nếu chúng ta vẫn chưa hiểu cấu trúc này, bây giờ cô sẽ cho các bạn xem một đoạn hội thoại và cô mời các bạn cùng lặp lại với cô nhé. Now, who does the laundry? Now repeat please. Who does the laundry? Good job. My mother does. Very good. Who cleans the living room? Excellent. My father does. Okay, next. Who makes lunch? Excellent. My mother and my grandmother do. Okay. Who does the dishes? My sister does. Next. Who does the shopping? Okay.
My brother does. Very good. Who cleans the kitchen? My mother does. Who makes dinner? My mother does. Very good. Thank you very much. Cô hy vọng rằng với sự thực hành lặp đi lặp lại như thế này thì các bạn chúng ta ở nhà cũng sẽ là thực hành tương tự ở trên màn hình. And it's the end of part one. Now, let's move to the part two, speaking. You are doing a survey about housework in Tingwer magazine. Fill in the information for yourself, then ask two friends. And now, look at this. What does it mean in Vietnamese? Now, who can answer this question? Chi, please. Now, what does it mean in Vietnamese of survey? Survey is kiểm tra. Kiểm tra. Right or wrong? Thank you very much. Còn các bạn trên đài thi năng 6 nào? Các bạn có cùng đáp án với bạn Linh không? Là kiểm tra. No, sorry, it's not the correct answer because survey, it means cuộc khảo sát. Okay? And what about housework? Phong, please. Công việc nhà. Very good. Housework là công việc nhà. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cuộc khảo sát về công việc nhà ở trong tạp chí Tingword bằng cách điền thông tin của chính bản thân bạn rồi hỏi hai người bạn của mình. Thì như cô đã nói ở trước, thì nếu như chúng ta không thực hành được với hai người bạn của mình, chúng ta có thể tự tưởng tượng hoặc là nói chuyện với những người thân trong gia đình của mình nhé. Now, look at this table. There are some types of housework. They are do the dishes, do the shopping, clean the kitchen, make dinner, do the laundry. And I will give you two more types of housework. They are clean the living room and clean the floor. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc khảo sát về công việc nhà thông qua những thông tin mà cô vừa cho các bạn ở trên bảng nhé. Và cấu trúc các bạn sử dụng trong cái phần hội thoại này đó chính là What housework does your dot 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 do? And you may start by the word my dot dot dot. Cấu trúc chúng ta sử dụng ngày hôm nay đó chính là công việc nhà mà người nào chúng ta sẽ điền vào chỗ trống đây, có thể là ba, là mẹ, là ông, là bà của mình làm. Và sau khi làm đoạn hội thoại này, chúng ta sẽ cùng nhau đưa đáp án của mình vào trong cái bảng mà cô vừa cho các bạn ở phía trên. Và để làm mẫu cho các bạn, cô và các bạn chúng ta cùng xem một đoạn video clip. Nào, who is he? Who is he? Ha, please. He is Peter. Good job. He is Peter. And who is she? Who is she? It's me. And now, Peter and I are going to make a conversation about housework. And we use the structure. What housework does your dog, dog, dog do and mine? Now, let's start. What housework does your father do? My father cleans the living room. What housework does your mother do? My mother cleans the kitchen, makes dinner, and does the laundry. What housework does your sister do? My sister does the dishes and does the shopping. What housework does your brother do? My brother cleans the floor. Okay, have you got it? Các bạn đã hiểu đoạn hội thoại này chưa nào? Bây giờ, nào, ai có thể nhớ là trong gia đình của cô, who does the dishes in my family? Khánh, please. Sister. Ah, yes. My sister does the dishes in my family. And what about do the shopping?
Who does shopping in my family? Mẫn. Your sister. Your sister. Good job. My sister does the shopping too. And my mother cleans the kitchen, makes dinner, does the laundry, and does the laundry. So, who cleans the living room in my family? Who can remember this information? Who cleans the living room in my family? Ha, please. Your father. Your father? Okay, good job. My father cleans the living room and my brother cleans the floor. Now, let's check. Đó chính là thông tin chúng ta vừa nghe được ở đoạn hội thoại. Cô đã làm mẫu cho các bạn để đưa vào bảng ở trong đó. So, my sister does two types of housework. My mother does three types of housework. But my father does only one type of housework. And my brother is does two. So, who does the most housework in my family? Cô mời bạn Quỳnh Chi nào. His mother. His mother? Yeah. Is my mother or her mother? Is my mother. My mother does the most housework in my family. Và sau khi nghe phần mẫu này, cô sẽ dành cho các bạn 2 phút để chúng ta tự thảo luận ở nhà, cũng như là tìm kiếm thông tin từ những người bạn của mình hoặc là người thân của mình. Now, 5, 4, 3, 2, 1, time's up. And now, I would like to invite 2 students to practice together. Who can volunteer? Ha, please, and Mân, please. And Ha will ask, and Mân answers, okay? Mm-hmm. Now, let's start. What do you, what do your mother? Now, okay. Ha có thể trả lời theo cô như sau nào. What housework does your mother do? Good. My mother does the dishes. What housework does your father do? My father cleans the living room. What housework does your sister do? My sister does the shopping. What housework does your brother do? My brother does clean the living room. Right, thank you very much. Đó chính là đoạn hội thoại của hai bạn vừa làm mẫu cho các bạn xem. Và bây giờ cái phần này cô dành thời gian cho các bạn để về nhà chúng ta làm. Let's move. It's time to reveal what you have a choice learned today. First. And today we have a choice to learn how to pronounce E sound correctly. Second, practice structure who makes breakfast. And the third, practice structure what housework does your dog do. Và trước khi kết thúc bài học, cô sẽ có 6 câu hỏi nhỏ nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức mà hôm nay chúng ta đã học nha. Now there are 6 questions. Now let's choose number for me. Now, which number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 1. Number 1. Okay, number 1. So, question 1. Circle one word with the different sound. A, B, or C. Cô mời bạn phóng nào. C. C. Ok, bạn Phóng có thể giải thích cho cô là vì sao em chọn C được không nào? Big. This. Là ấm. Y con gái. Là ấm. 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 Ấm ái. Very good. Big and this là ấm y. Và rice là ấm ai. So C is the correct answer. Now, G, choose a number for me. Three. Three, okay. Three.
Who makes lunch in your family? Now, who can answer this question? Who makes lunch in your family? Cô đã thấy rất nhiều cảnh tay của các bạn, thì chắc chắn rằng các bạn này đã hiểu bài rất là tốt. Và cô hy vọng rằng các bạn đang xem đài, chúng ta cũng có những câu trả lời đúng giống như là các bạn ở đây nhá. Cô mời bạn Thanh Hà nào. My mother. My mother. Okay. Câu này chúng ta có nhiều cách trả lời. Nếu như ai làm bữa ăn trưa ở gia đình của bạn thì bạn có nhiều cách trả lời khác nhau, chứ không phải là my mother, có thể là my father or my brother or my grandfather or my grandmother. Now let's choose the number for me. Khánh. Number 6. Okay, number 6. Let's see. What housework does your father do in your family? What housework does your father do in your family? Phong. My father waters the plants. Ah, my father waters the plants. Bạn đã sử dụng một kiến thức bạn đã được học ở những bài trước, đó chính là waters the plants, có chính là tưới cây. Good job. The next number is Châu, please. Number 5. Number 5, okay. Number 5, let's see. What housework does your mother do in your family? Châu? My mother does the dishes and cleans the kitchen. Very good. Your mother does the dishes and cleans the living room. Next, ha? Number 4. Okay. Who does the dishes in your family? Khánh? My father. My brother. Okay. My brother or my brother does or my brother does the dishes in my family. Tất cả những đáp án cô đưa đều là chính xác. Và câu cuối cùng, number 2. Circle one word with the different sound A, B, or C. Cô mời bạn Minh nào. Correct answer is C. C, ok. Bạn Minh có thể giải thích cho cô tại sao C là đáp án đúng không nào? C is dining room is I. Yes. But A and B is E. Very good. Bạn giải thích rất là chính xác đúng không nào? Kitchen and living room được phát âm là ấm E và dining room được phát âm là ấm I. So C is the correct answer. And the last part is homework. Bây giờ chúng ta sẽ viết vào vở những kiến thức, những một số bài tập mà cô giao để về nhà chúng ta làm nhé. Nhất, thứ nhất đó chính là học thuộc tất cả các cấu trúc mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Thứ hai đó chính là chuẩn bị cho bài tiếp theo, Lesson 2.3.1, New Words and Listening. This is the end of the lesson today. It's time to say goodbye. See you later.